Em Nhàn, em đi đâu mà vội vàng vậy? Tôi đi đâu à kệ tôi, mắc mớ gì tới anh hỏi chứ. Nhàn, đó là vì anh quan tâm tới em thôi. Sao em nỡ nào phũ phàng với anh như vậy Nhàn? Anh này vô duyên không? Ai còn anh quan tâm? Tôi với anh là người dân nước lạ mà, anh quan tâm tôi làm gì? Nhàn, chính vì em với anh là người dân nước lạ nên anh mới quan tâm. Người dân khá khó đem lòng nhớ thương mà. Ai kêu anh nhớ thương tôi làm gì? Tôi là phận gái nhà nghèo, không xứng cỡ cậu ấm như anh đâu. Mau tránh ra cho tôi đi. Khoan đã em Nhàn. Cái gì? Dừng lại nghe anh bài giải nỗi lòng của anh từ lâu rồi mà anh dành trọn cho em. Trời. Nhàn ơi, suốt cả ngày trong lúc ăn, lúc ngủ, lúc làm việc. Ủa? Mà đâu có làm việc gì đâu. Lúc nhậu với bạn bè, anh vẫn nhớ em Nhàn ơi. Anh giàu có, anh rảnh rang, anh muốn nhớ ai thì anh nhớ mặc kệ anh đi. Còn tôi đi làm đầu tắp mặt tối, không xứng cho anh thương nhớ đâu. Tha giùm tôi đi, tội nghiệp lắm trời. Nhàn, em mà bằng lòng, từ đây em khỏi phải đi làm, khỏi làm động móng tay, cũng có tiền ăn xài phủ phê nữa Nhàn ơi. Đầu em cũng ham, nhưng mà lấy chồng cỡ anh hả? Thôi, xin kéo đi, thiếu cái đi. Ê Nhàn ơi, em nhìn kỹ, anh đâu có thua kém thằng nào ở trong xóm này đâu. Em chỉ cho anh coi coi. Anh không hề thua kém ai. Ừ. Mà còn có hơn là đằng khác đó. Đúng. Nhưng chỉ hơn tiền, hơn địa vị. Cái nhân cách và phẩm chất con người anh là số hồng mà thôi. Ê, nhân cách và phẩm chất là cái gì? Thứ đó ở đâu có bán? Em cứ chỉ anh mua rồi anh cho tiền cò. Chứ anh cũng có đủ tay chân, cao ráo đẹp trai thua thằng nào đâu. Vì sao mà em chê? Chê á thì không có dám chê đâu. Mà làm bạn với anh hả, tôi càng không dám. Ủa sao hả? Tôi sợ. Em sợ ai? Sợ sợ cái gì? Nói sợ. Cho anh nghe coi. Tôi sợ. Sợ gì? Tôi sợ sự giàu có. Sợ cái gia tài của anh có ngày nó sẽ vùi dập cuộc đời tôi. Như anh đã từng vùi dập cuộc đời bao nhiêu là cô gái khác. Bậy đi. Cái đó là đối với ai kìa. Còn với em, anh thề sẽ thương em suốt đời. Em không tin anh thề nè. Thôi. Anh không cần thề. Dù cho anh có thề thốt bao nhiêu nữa, tôi cũng không có dám thương anh đâu. Dám đại đi em. Trời ơi, không dám đại được đâu. Em ơi, đường vào tim em sao băng giá. Trời mùa đông mây vẫn bay đi về, vẫn mưa rơi trên đường thì thầm. Vì sao em không đến? Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, để cho ta quên chuyện tình. Thôi, tránh đường cho tôi đi, làm kiểu trễ vô nè. Nhàn, từ đây tôi khuyên anh á, anh không có nên đón đường tôi nữa, nghe chưa? Nhàn, em nỡ lạnh lùng đến thế sao? Tim anh tan nát tựa dập bao. Giờ đây đã nắng càng thêm bay. Nói cho anh biết, anh đụng đàn đường vui. Nếu anh không nhớ lời, kể như là anh chết thôi. Tôi không muốn đôi co, không biết con người dùng anh. Đừng thấy tôi tư tưởng, em làm bộ làm cao. Chẳng qua thấy em hiền, nên anh mới thương tình. Chớ con gái cỡ em, tôi xỏ con sâu luôn. Xê, anh xỏ được ai thì anh cứ xỏ đi. Còn tôi,
Tôi cảnh cáo anh lần trước nha, nhớ gặp tôi là anh tránh đi chỗ khác à. Chào anh á. Nhàn, Nhàn. Ô sao, đừng có làm phách. Ủa hết con gái rồi sao? Tôi sẽ cho em sáng mắt ra. Ủa, mà nó có thương mình đâu mà sáng mắt nó. Chắc mình. Ê trời. Nhưng mà tức, tức quá, tức đi trời ơi. Con nhỏ này nó chê tiền, biết tấn công nó đường nào đây. Ây da. Đường lên dốc đá. Dòng nào bè dữ vậy trời? Chèn bẹt thì thằng nào vậy trời? Ủa, anh Tư. Ồ, nãy giờ anh nghe hết rồi hả anh Tư? Trời ơi, chẳng những nghe hết mà còn thấy từ đầu tới đuôi nữa. Ô, tội nghiệp chú mày quá. Dạ, yeah, anh Tư, anh là có thừa kinh nghiệm và hiểu biết. Anh bày cho em cách nào cua được em Nhàn để xin hậu tạ cho huynh trưởng. Cách thì à, không phải là không có cách. Dạ. Chỉ sợ chú mày không dám làm thôi. Dạ, miễn là cua được em Nhàn, chuyện gì em cũng dám chơi hết anh ơi. Anh Tư giúp em đi anh Tư. Em hứa đền ơn anh xứng đáng mà anh Tư. Thôi được. Dạ. Chú mày có vẻ thành khẩn thì để tao bày cho một cách. Dạ, cách gì vậy anh Tư? À, anh hùng cứu mỹ nhân ngư. Anh hùng cứu mỹ nhân ngư. À, ủa bộ nào thành cá rồi hả anh? Trong mỹ nhân ngư. Nói lộn. Chú mày quả là chậm tiêu quá. Sao anh? Ý ta nói là mỹ nhân thôi mà tao lộn qua chữ ngư. À, vậy đó. Hay quá, trời ơi cái cách đó. Ủa hả? Ủa cách đó là sao? Trời ơi, em chưa có tiêu quá được anh ơi. Mày chậm tiêu quá. Mày hay ăn, mày trúng thật, mày xình hơi dữ lắm phải không? Dạ. Yeah. Bởi vậy khó tiêu là phải. Nè, để tao nói rõ cho mày nè. Dạ. Yeah. Là tao dạy mày làm một cái màn là lục dân tiên á, biết không? Lục dân tiên? À. Ủa, hả? Lục dân tiên là thằng nào anh? Trời, nó ở đâu vậy? Tụi bà con gì với em Nhàn hả anh Tư? Ôi trời ơi, cái thằng này văn học không biết gì hết trơn hết rồi. Em biết rồi. Lục tiên là ai? Lục dân tiên là cái người mà cõng mẹ đi tìm chồng đó mà. Chà, lục dân tiên mà cõng mẹ đi tìm chồng chứ gì nữa. Ơi, cái đó là Thoại Khanh Châu Tướng. Ủa vậy hả? À, là con Thoại Khanh á, là vợ của lục dân tiên cõng mẹ đi tìm lóc thịt cho mẹ ăn. À, chứ... rồi cái ăn xong cái mới, tôi nhớ rồi. À, ăn xong cái bà mới khắc nước. À, mới để bà ngồi đó. Cái đi kiếm nước, cái đây cọp tới ăn, cái Võ Tòng giết chết phải không? Ủa sao dân tiên mà giờ qua tới Lý Quỳ đó hả? À, tôi nhớ cái tích này trong Tây Du Ký mà. Gì? Tôi qua tới Thủy Hử rồi nha mày. Thôi anh ơi, thôi tôi với anh không có biết cái gì hết trơn. Nói hơi đi ra ngoài đầu đường, ngoài ngõ không à. Để thôi tao giờ trở lại ngủ đi. Thì tao nghe. Em Nhàn đi lục dân tiên sao? Đây nè, nghe nè. Dạ. Tao bày cho mày đóng một màn kịch xuất quỷ nhập thần. Trời ơi, hồi đó tới giờ em đâu có đóng kịch cọt gì đâu mà đóng anh ơi. Thôi không được đâu, coi chừng bể dĩa anh Tư ơi. Yên chi, chú mày cứ làm theo lời dặn của tao rồi, đâu vô đó. Dặn theo lời của anh, ừ. Làm theo lời anh dặn, ừ. Mà chắc ăn không anh Tư? Chú mày không tin tưởng tao hả? Trời ơi, vậy chứ anh bảo em đóng kịch gì? Màn kịch thì ăn, chú chỉ cần đóng cho thằng nào. Như chàng dân tiền đánh bọn cướp cứu nàng Nguyệt Nga, phải cho cô chân tiên tận mắt thì cô ta mới cảm kích. Anh cứ dặn dò em nhất sẽ làm theo lời anh nữa. Chú mày theo tao để tao chỉ cho vài đường. Dạ. Để rồi chú mặc vô chú cứ đâm ra như là dân tiên. Dạ. Cô ta sẽ cảm kích lúc đó tao làm gia chảnh. Cô cảm thấy ân vậy rồi chỉ không đăng bó suốt đời bên nhau. Dạ, nếu mà đúng như lời anh nói thì em sẵn sàng nghe theo lời anh. Nhưng mà em làm lục dân tiên là phải làm sao anh? Ừ, anh sẽ đoán được. Lúc cô Nhàn đi làm về một mình. Dạ. Anh nhảy ra. Dạ. Đó, sau cùng tấn công cô ta. Anh Tư, trời ơi, chỗ anh em. Anh chơi vậy đâu còn tình nghĩa gì nữa anh Tư. Anh định phỏng tay trên em út hả anh Tư? Thôi đi,
kế hoạch này không chơi đâu. Ôi, trời ơi, mày bình tĩnh đi. Nghe anh mày nói nè. Dạ. Đã bảo là màn kịch chứ đâu phải là thiệt đâu mà chú mày lên gân dữ vậy. Ừ, kịch thì kịch chứ, nhưng anh làm vậy với em Nhàn, em không chịu đâu. Nếu chú mày không chịu hả, thì chú mày nhảy ra làm lục dân tiên đi. Là làm sao? Tả xung hữu đột. Đánh anh tôi bộ đi giải thoát cho nàng. Trời ơi, anh Tư ơi, anh Tư ơi, anh Tư. Anh muốn ăn uống gì nói một tiếng em lo liền. Chứ còn anh bảo em đánh anh túi bụi thì... Dạ. Ơi, không được anh Tư ơi. Mày làm gì mày rùng mình dữ vậy? Phải như vậy thì cô ta mới động lòng rồi mới để ý mày chứ. Đành vậy rồi, nhưng mà kiếm cách nào khác đi anh Tư. Trời ơi, chú mày nhát quá. Hèn chi nó chê chú mày là phải. Đã bảo là có tao chỉ đạo mà lo gì. Nhưng mà em làm sao mà đánh anh được? Bởi vậy anh mới dạy chú mày dài đường múa cho cô Nhàn lát mắt luôn. Thiệt vậy hả anh Tư? Không lẽ tao gạt mày hả? Trời ơi, nhưng mà không được anh ơi. Sao không được? Anh thì vậy, còn em thì coi vậy chứ bụng lắm. Mày yên chí. Nhưng mà bún riêu gì đó. Yên chí, cứ đánh theo đúng mấy cái đường cơ mà anh dạy. Anh nhỏ con nhưng mà anh chịu đòn cũng dữ dội lắm, phải không? Đó, tao té hoà, té lợi, té tới, té lui, phải không? Mày thắng thế, cô Nhàn mới cảm động, phải không? Nghe theo lời tao, bây giờ ra đây để tao dạy chú mày. Dạ. Ý như vậy mà làm nhau. Dạ. Bắt đầu. Dạ. Thấy chưa? Dạ thấy rồi. Ê con nhỏ kia, xì tóp lại. Ngoan à, lên đi biểu coi. Mau lên. Lê lên. À, ông là ai? Chứ tôi làm gì? Nhưng xin ông... Câm miệng lại. Nói thêm một tiếng là tao để cái thẹo lên mặt mày lá. Dạ. Chẳng hay ông cần gì ở tôi? Cần nhiều thứ lắm. Trước tiên là tiền. Dạ. Dạ thưa ông, tôi nghèo lắm ông ơi. Đi làm về đâu có tiền bạc gì đâu. Nếu ông cần ông ấy, tôi về nhà lấy. Đứng lại. Định chạy trốn hả? Đâu có đâu. Tôi về nhà lấy tiền cho ông mà. Người ta là con nít ở nhà ngươi tính xí gạt ta hả? Dạ không. Dạ con nít gì mà đi ăn cướp. Im. Ta chỉ ăn cướp nghiệp dư thôi, biết chưa? Ủa, ăn cướp mà có nghiệp dư chuyên nghiệp nữa? Có hết. Ta ăn cướp nghiệp dư đây. Còn nàng là được cướp, biết chưa? Nàng không có tiền ta không chấp. Có vàng không? Vàng gì cũng được, 18, 24 gì cũng được. Ta nghiệp dư cho nên không kén chọn đâu. Đưa đây. Dạ. Vàng của tôi cũng không có nữa. Vậy chỉ có cái gì? Dạ. Gì đó? Dạ, cái này là dây chuyền. À, dây chuyền không phải vàng à? Nè, hãy mau cởi ra mới mong là toàn mạng. Nếu mà ta đây là nổi giận à, thì đánh nó nồng bà ta nó qua. Bây giờ 1, 2, 3 thôi. Nhào vô ông sẽ biết liền. Giọt tướng thì cũng sang quá chứ. Làm cướp đường sao mới xấu hổ. Qua đây, cái mười một từ đường năn nỉ mà đưa đây. Tôi sẽ không đưa ông chớ làm càng. Trời ơi trời, làm sao đây cha. Đưa ai dây chuyền giùm tôi đi. Nè, muốn ăn ngon thì sát vô liền. Tôi đã đoàn làm quay cho ông coi. Thôi lỡ rồi, nhào vô chơi luôn. Nhào vô. Trời ơi, con nhỏ này ngon quá. Bảo là tao là ăn cướp nghiệp dư. Tại sao nhà em nhảy vô đánh ta chút xíu nữa là té rồi phải không? Nếu như ông muốn cứ nhào vô bị đòn vài lần á thành nghiệp hà. Nè, nếu mà nhào
không chịu đưa sợi dây chuyền đó. Buộc lòng ta phải đi hướng khác. Nè nè nè, tôi không có thứ gì để cho ông lấy cả. Mà thứ đó tôi cũng không dám lấy nữa. Cái gì ạ? Ông chịu đưa dây chuyền, giờ làm sao đây? Quá trong lòng kia sao nên tin vậy? Không còn thứ nào để lấy hết. Quá trong lòng kia sao cũng nên tin vậy? Lần kia cho nên tin vậy, tấn công tới thật đến tôi bụi phải không? Đến chưa, cướp nghiệp dư ngang phen này thành chuyên nghiệp luôn, ở tù cho đã. Trời ơi, mà cái này ném vào qua Mộc Lan chứ Kiều Nguyệt Nga bà nội tôi đó. Nó đá cả nào chất lượng cái đấy, Kiều Nguyệt Nga cái giống gì. Đấy, tên kia, mau buông cô ta ra. Giữa ban ngày ban mặt mà ngươi dở trò cướp bóc hả? Có buông ra không hả? Đồ lọt trồng té đổ. Trời cha ơi, cái này là bà nắm con chứ con đâu có nắm bà đâu, bắt buông ra. Không buông à? Cứ y như vậy mà làm. Đại đảo thủ xong đôi, tả thực hữu dư, nhắm giữa đầu mà đánh. Chết ơi, chẳng được hồi nào chết tôi rồi. Thôi ông nội Lục Chân Tiến ơi, xin tha cho tôi. Tôi tha đi, giờ tôi đâu có làm gì đâu mà tôi. Ai vợ chồng đánh tôi. Mày dám chặn đường ăn cướp rồi còn chối hả mày? Hả? Mà tôi có cướp được cái gì đâu. Bị ba đánh quá trời quá đất, vợ đánh đó tới chồng đánh nữa rồi, quen này chắc Ngọc Hoàng vũ sổ rồi. Ủa sao anh bảo cứ y như lời anh dặn mà làm thì đâu vào đó mà. Ông nội ơi, đó là tụi sắp cho ông làm Lục Chân Tiên. Anh ơi, đánh đổ dữ cứu nàng Kiều Nguyệt Nga. Anh ơi, nào về đâu Kiều Nguyệt Nga thấy chân yêu tay mềm mà thấy qua Mộc Lan nữ hiệp Tùng Chinh, nên cái lỗ mũi tôi phải tuôn đôi dòng sữa đỏ. Thôi nín đi, ăn cướp gì mà khóc lóc như là con nít vậy hả? Ta nói ăn cướp nghiệp dư mà đánh người ta đau thấy bà không cho ta cắp. Anh ơi, hiếp đáp quá vậy, vừa phải thôi chứ thật ra tôi chỉ là người chẳng được. Thì đâu có cướp gì đâu mà bảo tôi đi ăn cướp. Thì anh dặn chừng nào hễ thấy anh lấy đó của cô nhàn thì nhảy ra đánh anh. Nhưng mà nói hoài cũng có đưa đâu. Buộc lòng lắm tôi mới nhào vô bị tả tơi vậy đó. Kêu cô gần trái sao trong bụi không phóng ra mà giải thoát cho tôi. Trời ơi, nó có cái gì trọng nó móc nhảy ra, nó vướng lại nhảy ra vướng lại. Rồi em chờ anh lấy cái gì đó em mới dám chung ra. Trời, anh dặn vậy mà. Trời đất ơi, chừng nhảy ra không chịu nhìn trước nhìn sau, cứ nhè tôi mà đập bà trời. Bố không có nuôi tôi, muốn đánh giờ nào đánh không có sót mà. Thì anh bảo cứ y như kế hoạch làm, y như anh dạy mà đánh túi bụi vào thì mọi việc sẽ xong xuôi ngay mà. À, thì ra hai anh đồng lõa với nhau bày ra chuyện cướp bóc dọc đường phải không? Dạ, xin lỗi cô, dạ xin lỗi qua Mộc Lan thông cảm giùm. Thật ra tôi có cướp gì đâu, chẳng qua là ông màn kịch bị bể dĩa thôi mà. Thôi các anh ơi, chứ có nói dài dòng tôi phải giao các anh cho chính quyền mới được. Ôi trời ơi. Tội nghiệp quá, lỡ dạy lần đầu mà thầy suốt đời không dám tái phạm mà. Tôi cầu xin cô tha thứ cho
đó một lần. Nào phải vô tâm cố gây chuyện này mày bỏ giúp nó tội lòng. Nhưng người tôi giờ đây đau nhất chắc phải đến nhà thương thùng chính chụp mấy mô hình để kiểm tra lại. Em sức dầu cho anh. Thôi, được rồi. Để tôi nhờ chính quyền đưa anh đi nhà thương ở trong tù luôn. Trời ơi, nghĩ tôi mà cô vàng chẳng qua tại tôi bày ra cái chuyện này là cũng để cho thằng Thỏ nó trổ tài được làm quen với cô. Chứ thật ra tôi có lợi lộc gì đâu. Thì các anh về đến chính quyền mà nói với họ. Cô vàng, trời ơi, tôi gian cô mà. Cô muốn bắt tội tôi thằng Thỏ kìa. Chứ còn tôi tội gì mà bắt cô chứ. Chứ không phải màn kịch này do anh bày ra sao? Còn bảo làm theo lời anh dặn là ăn chắc. Ăn đấm chứ ăn chắc cái gì? Việc này là do anh này bày ra cho anh hả? Dạ đúng đó cô nhà. Chứ tôi nhát như thỏ, đâu có gan mà chận đường chận lối chứ. Chính ổng biểu tôi làm lục dân tiên gì đó, rồi ổng làm đổ dự. Còn cô là Kiều... Kiều gì? Qua Mộc Lan chứ Kiều gì? Tại cái tội bài vẽ bây giờ mang quả dòng thân rồi. Dạ thưa qua Mộc Lan hiền tỷ, tha cho tôi nhất phen này lầm lỡ. Nè, tôi cảnh cáo hai anh lần này cũng là lần chót nha. Dạ. Từ nay á, bỏ cái thói chọc ghẹo ngoài đường, thấy mặt tôi là nhớ nhé. Dạ. Dạ nhớ rồi, vui trọn đời làm sao mà quên được cái màn kịch lộn tiệm bữa nay. Ai đời cứ tưởng là Kiều Nguyệt Nga, nào hay đâu là bà La Sát. Anh nói cái gì? Xin cho tỏ phân vài câu, đổi phải chi cũng do ông này. Để cho tôi giờ đây tan nát, mẹ trang u đầu sưng mắt. Cũng còn may cô kịp dừng tay, nếu không thì chết rồi. Tôi có biết chi, chỉ làm theo anh. Thôi đành vỡ mộng rồi Thỏ ơi. Mấy anh vô tù á mà mơ mộng. Dạ, xin cô tha cho nhất phen làm. Xin hứa từ bây giờ đến chết không bao giờ dám tái phạm nữa đâu. Đúng rồi, tha cho nó đi cô. Dù sao chẳng qua nó muốn làm cho cô mang ân nó để mà cô để ý tới nó thôi, chứ đâu có ác ý gì đâu. Không ác ý hả? Không ác ý mà gì đây hả? Cái gì đây? Cái này là cái gì? Trời ơi, hung khí. Hung khí đưa ra rồi trào báo hỏng rồi. Dạ sao nói đi anh. Dạ không phải đâu, cái này là đồ chơi con nít đó. Dạ dạ toàn là đồ dởm không à. Chỉ là một màn kịch mà cô. Ở đây thì kịch, lên chính quyền hết kịch ha. Hôm nay mới biết mình sai sai tùm lum. Xin cô rộng lòng tha thứ.